suy thận thường phát triển từ từ theo thời gian và có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng cho đến khi bệnh đã tiến triển nghiêm trọng. Việc nhận biết sớm và điều trị kịp thời là rất quan trọng để ngăn ngừa suy thận hoặc làm chậm quá trình tiến triển. Bệnh suy thận có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, phổ biến nhất là các nguyên nhân sau. 1. Bệnh tiểu đường, đái tháo đường. Nguyên nhân chính, lượng đường trong máu cao làm hỏng các mạch máu nhỏ trong thận, dẫn đến suy giảm chức năng thận. Chi tiết khi bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt, nó có thể gây tổn thương lâu dài cho các cấu trúc trong thận, gây ra bệnh thận tiểu đường, một trong những nguyên nhân chính gây suy thận. 2. Tăng huyết áp. Nguyên nhân chính, áp lực máu cao làm tổn thương các mạch máu trong thận. Chi tiết, huyết áp cao kéo dài gây ra tổn thương cho các mạch máu nhỏ ở thận, giảm khả năng lọc máu và loại bỏ chất thải của thận. 3. Viêm cầu thận. Nguyên nhân chính, viêm nhiễm các đơn vị lọc của thận cầu thận. Chi tiết, viêm cầu thận có thể do các bệnh lý từ miễn, nhiễm trùng hoặc các nguyên nhân khác. Khi các cầu thận bị viêm, chức năng lọc máu bị suy giảm, dẫn đến suy thận. 4. Bệnh thận đa nang Nguyên nhân chính, rối loạn di truyền gây hình thành nhiều u nang chứa dịch trong thận. Chi tiết, các u nang này có thể lớn dần và làm giảm chức năng thận, cuối cùng dẫn đến suy thận. 5. Nhiễm trùng thận Nguyên nhân chính, nhiễm trùng đường tiết niệu lan đến thận. Chi tiết, nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm trùng thận có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho thận, dẫn đến suy thận. 6. Tắc nghẽn đường tiết niệu. Nguyên nhân chính, sỏi thận, u sơ tuyến tiền liệt hoặc các khối u làm tắc nghẽn dòng chảy của nước tiểu. Chi tiết, sự tắc nghẽn này gây ứ nước trong thận, làm tổn thương và suy giảm chức năng thận. 7 làm dụng thuốc giảm đau và kháng viêm không steroid, NSAID. Nguyên nhân chính, sử dụng cơ dài hoặc liều cao các thuốc này có thể gây tổn thương thận. Chi tiết, các thuốc như ibuprofen và naproxen có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, gây tổn thương mô thận và dẫn đến suy thận. 8. Suy tim hoặc bệnh tim mạch. Nguyên nhân chính, giảm lưu lượng máu đến thận do suy tim. Chi tiết, khi tim không bơm đủ máu, thận không nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng dẫn đến suy giảm chức năng. 9. Các bệnh tự miễn. Nguyên nhân chính: hệ miễn dịch tấn công các mô thận. Chi tiết: các bệnh như lupus ban đỏ hệ thống có thể gây viêm thận và dẫn đến suy thận. 10. Yếu tố di truyền và bẩm sinh. Nguyên nhân chính: các rối loạn di truyền hoặc dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến chức năng thận từ khi sinh ra. Chi tiết: một số người có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn do di truyền hoặc các vấn đề bẩm sinh như cấu trúc thận bất thường. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.